Cao Thái Sơn đáp trả ai hát lại thì mình vỗ tay khi bị Natalie mua lại loạt ca khúc hit. Mới đây, Natalie vừa công bố chuyện mua độc quyền 4 ca khúc từng được Cao Thái Sơn thể hiện thành công. 4 ca khúc này đều do nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung sáng tác, trong đó đáng chú ý có bản hit đình đám Con đường mưa và Cầu vồng sau mưa. Sau khi sự việc nổ ra, Cao Thái Sơn đăng dòng trạng thái ủng hộ nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung nhưng lại xóa đi ngay sau đó. Đến tối muộn ngày 20 tháng 5 rạng sáng 21 tháng 5, nam ca sĩ đăng tải liền 3 status nói về câu chuyện này lên trang cá nhân và không hề xóa. Cao Thái Sơn cho hay việc các ca sĩ hát lại hit là điều anh vô cùng hoan nghênh. Anh còn khoe luôn gia tài sự nghiệp của mình đã có hơn 300 bài hát và 14 album cùng nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Vậy nên việc được một ca sĩ khác hát hay lan tỏa ca khúc cũ đến mọi người thì hoàn toàn là rất thoải mái. Về phần nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, anh vui vì thấy người bạn của mình làm được nhiều điều cho mẹ và khẳng định sớm tái xuất làng nhạc. Nguyên văn bài viết của nam ca sĩ như sau. Với những bài hát hit từng đình đám cho các bảng xếp hạng âm nhạc từ 2008 đã đưa Sơn chạm tới sự thành công, thì Sơn luôn cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, Bảo Thạch, Mr. Siro, Vương Anh Tú và tất cả nhạc sĩ khác nói chung đã ưu ái dành những bài hit nhất cho Sơn đến tận bây giờ. Cao Thái Sơn bấy bì của 15 năm về trước cho tới bây giờ đã có số lượng hơn 300 bài hát, 14 album và single với nhiều giải thưởng, thì thật sự nếu nhiều ca sĩ khác hát hay giúp lan tỏa bài hát cũ của Sơn đến với mọi người được yêu thích nhiều hơn, Sơn rất vui vẻ và thoải mái. Và đặc biệt hơn nữa là người bạn Nguyễn Văn Trung có thể làm được nhiều điều tuyệt vời hơn cho mẹ là Sơn thấy happy lắm rồi. Các bạn chuẩn bị đón chờ những dự án và bài hát mới sắp tới của Sơn nhé. Anh chàng cao bồi họ Cao của miền Tây nước Mỹ, yêu các bạn, ai hát thì mình vỗ tay. Ngoài tâm thư kể trên, nam ca sĩ cũng share hai bài đăng liên quan đến ca khúc Con đường mưa và Pha lê tím, mong khán giả nhớ về bầu trời tuổi trẻ. Trước động thái của Cao Thái Sơn, nhiều người tin rằng Natalie sẽ không chịu để yên. Về phần nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, anh đã lên tiếng làm rõ tất cả những tin đồn sai sự thật về mình giữa tâm bão. Theo đó, nam nhạc sĩ khẳng định đã tự trả hết nợ và mua ghế massage cho mẹ và ngầm phủ nhận việc nhờ Natalie mua bài mới đủ điều kiện để làm việc trên. Đặc biệt, anh cũng đề cập đến việc bán các hit từng được Cao Thái Sơn thể hiện là quyền của anh, về mặt lý lẫn tình đều đúng. Có nhiều vấn đề đang bị đẩy đi quá xa nên mình sẽ nói luôn ở đây một lần. Nợ do mình tự trả. 2. Ghế massage là do mình tự mua. 3. Bán bài hát cho ai là quyền của mình. Dù ra đời nhiều năm nhưng Con đường mưa và Cầu vồng sau mưa vẫn rất được khán giả yêu thích. Khi tham gia các show diễn trong nước lẫn quốc tế, Cao Thái Sơn vẫn hát lại bài này. Tuy nhiên, bây giờ Natalie mua độc quyền bản hit Con đường mưa, Cầu vồng sau mưa, nghĩa là Cao Thái Sơn nếu muốn hát phải xin phép Natalie. Trừ đi 4 MV có ca khúc bị Natalie mua độc quyền thì Cao Thái Sơn còn 33 MV, tương đương với 33 ca khúc. Đương nhiên không thể nổi tiếng bằng Con đường mưa nhưng số view cũng tương đối không đến mức quá tệ. Không biết Natalie có muốn mua thêm ca khúc nào thì thông báo luôn từ bây giờ được không?